Hello, xin chào mọi người. Tôi đã trở lại rồi nè. Trời ơi. Từ để đâu rồi chat setting. Rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với Pet World mọi người ơi. Mọi người thấy hút chưa nào? Bình luận đi mọi người. Thả like đi. Rồi, hôm nay mọi người thấy hút chưa? Ôi, bị dọn mấy chuyện mấy từ từ. Rồi, xong. Mọi người người đã vào sắp xếp vị trí cho ngồi ổn định hết chưa nào? Chúng ta hãy bắt đầu chơi Pet World. Hôm nay là cái gì ta? Hôm nay là cái gì anh cũng không biết nữa, nhưng mà anh sẽ anh nhậm đầu giống sư tử quá. Đâu, cái tóc của anh nó màu này em ơi, anh đâu có nhậm đâu. Nó màu gì nó tự nhiên em. Không bắt xe lên phim. Anh nói đòi đầu có định đổi theo tâm trạng đấy em, buồn nó đổi màu khác, vui đổi màu khác. Tóc anh nó tự nhiên. Tóc tự nhiên nó vậy á. Tự nhiên đổi màu à. Tóc anh tự nhiên đổi màu em ơi, chứ không phải là anh đổi màu đâu. Tự nhiên làm, tự nhiên đổi gì á. Ôi nữa. Đây anh để tóc vậy cho nó mát mẻ mọi người ơi. Tóc anh để tóc tóc xù biết rồi, anh nực quá anh hết chịu nổi rồi. Từ từ để anh chỉnh máy lạnh cho mọi người ơi. Rồi đó. Phù hợp để đánh Pet World rồi. Ok, hôm nay trời sao hơi tối tối ta. Sao hôm nay hơi tối tối vậy? Thì giờ hả? Là tối rồi. Nó tối trong Pet World nè, nhà mình ai tắt đèn mèo ơi. Đâu không, tao sáng trưng của mình không tối. Ủa rồi ai đứng đó hả? Đứng Ngọc hả? Banana, Banana, Banana. Chị Banana đâu? Sao chị Banana chị đứng ở đó chị Banana? Rồi chị ghé vô rồi nè. Chị buồn ai hả? Chị buồn gì chị nói tiếng chị Banana. Ừ, vậy vô tới giờ đứng lộn. Em phải nghĩ thôi, chị có nên lắp giường không? Trời ơi, chị mà không lắp giường là nghèo luôn chị Banana. Cái chị không có sắt mà. Thôi bà đứng yên. Bà không dành thì bà đứng không có. Chị phải nhặt dần, nhặt dần. Rồi nào đi theo Lương đặt té hết chết. Rồi từ đang đặt cái nhảy vô. Đứng ngập, đứng ngập đi, cửa bên kia, bên kia đứng ngập ơi. Mình chia nhau đi ra, ba người ba đường đi, đó. Đặt kia đó là chết, khổ quá. Mình vừa vô green đó, mình màu xanh nè. Hy vọng là green ngày này hên đi mèo ơi. Ừ, hy vọng là hên đi. Vừa vậy hai mà luôn muốn qua nhà mình rồi nè. Vậy hả? Này, nó. Rồi té chết luôn rồi. Hên quá, nó té xuống nó nhìn đường, nó chắc chắn luôn. Có đâu. Có đâu. Red muốn vô nhà mình rồi nè, nè. Red. Red cái đầu nó đó, nó đi đâu vậy? Nè, tôi đang chặt nó rồi. Chiến nó rồi. Ông ba kim cương chạy về. Tôi nãy giờ chưa có một emerald nào luôn. Tướng Ngọc, anh có kim cương chưa Tướng Ngọc ơi? Một emerald nè. Rồi luôn nè, thằng nào yellow bên giường rồi. Yellow, yellow bên giường rồi, bị thấy không? Vừa vô là mình để đường vậy là nó giết cho mình phát liền. Rồi, sao ba kim cương? Hai emerald. Tướng Ngọc, em không có ít ra đám thì Tướng Ngọc ơi. Em biết rồi. Rồi đang ôm hai mà rồi chạy về nè. Chạy về. Cẩn thận nha, đây lắp cái kiến, cầm cái kiến vô chị Bình ơi. Lắp kiến vô. Đây đây đây, hai mà rồi đây chị Bình ơi, rồi xong. Quá ngon. Hai sao chi đỏ đang quýnh lộn đây, nhà đỏ đây đang quýnh em mà rồi. Ai cho quýnh đỏ, ai cho quýnh đỏ, ai cho mà đánh đỏ. Gì chị Bình ơi? Ui, để tao mới cứu. Mày tao được. Đây, chạy nó đỏ. Trời, khổ quá. Trời đỏ ơi. Rồi nữa. Rồi đỏ lại có anh mặc tun. Thấy vừa vô nó ủi giường nhà anh ta là tôi biết rồi mèo ơi. Ờ đó, không phải mèo, không phải mèo. Trời ơi chết, còn bán không được nữa. Ôi trời ơi, ôi. Ok. Rồi xong dứt, rồi, nghèo đó rồi. Rồi tôi lấy một em rồi mèo ơi. Rồi tiếp tục được hai em rồi nữa, hai em rồi nữa. Tôi đang ở cái mít, tôi đang đang có thằng rồi cái tôi cái gì nè, tôi nghe tiếng nè. Không, đang chạy. Đang về. Rồi, ôm hai em bắt đầu về tiếp chị Bình ơi. Nhà mình kia đã vào rồi mọi người ơi. Vào rồi. Rồi đi lượm kim cương nè. Đó, mấy đỏ. Xong bốn em bắt đầu rồi. Bây giờ táp cho mèo. Chứ là táp cho mua cái gì á, mua thử không mua. Mua rồi. Đó đi quất vàng nè. Nó đi đánh vàng. Mình cứ ung dung bình thản mà đi lượm emerald đi. Đi lượm kim cương đi. Đúng rồi, không ai có làm gì mình đâu. Đúng rồi, khi nào người nào giành với mình đi mình xúc nó. Không giành thì thôi. Đúng rồi, không giành thì đừng kiếm chuyện với ta mèo ơi. Đúng rồi đó. Rồi, nó cắt cái lò nè. Ơi. Rồi, lên lò. Đỏ, 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 đỏ. Gì chị Banana? Cái lò không lắp lộn chỗ. Cái lò, cái gì chị Banana em mới nghe cái gì? Em mới nghe cái gì? Chị Banana nói cái gì vậy? Cái gì vậy bà nội? Cái gì? Trời ơi, có ai nghe chị Banana nói cái gì không? Bà nói cái gì vậy? Cái gì lắp lộn chỗ? Đó đi đặt giường đi. Trời ơi, bà mới nói cái gì em ơi. Em Tướng Ngọc, em nghe cái bà nói cái gì không Tướng Ngọc ơi? Lắp lộn chỗ. Đây khoan khoan, đem tay phone lên. Anh có ghi clip lại nè. Rồi, chị Banana nói cái gì? Nói cái gì trong lại? Cái lò gì đó. Cái lò lắp lộn chỗ hả? Ờ,
cái lò đúng không, cái lò thì được nha, chứ chứ cái lò có chữ N đó là mệt. Chị hay lắm này, chị hay lắm, chị vô video của em, chị vô chị cái lò, cái lò em lựa chọn đâu thì cái lò là đâu thì cái lò. Tại sao chị lại làm cái lò chị? Đừng có hỏi chị, đừng có hỏi chị nói gì làm thinh luôn đi. Đúng rồi, đúng rồi, nên vậy đó, nói gì làm thinh luôn đi, đừng hỏi em chơi chơi. Bà đã lời câu nghe chán ghét mặt mày. Ủa, Blue banh vườn rồi. Blue banh vườn, còn có mình với Red thôi đó. Red thôi, anh Red của tôi đó, anh Red của tôi. Rồi, Red đang tính qua nhà mình nè, Red đang tính qua nhà mình nè. Bậy quá, bậy quá, bậy đi đâu qua đây. Rồi, tôi chửi nó banh vườn, nó phai rồi mày ơi. Đây không có chứa chắc, rồi, rồi. Red đi chỗ khác chơi nha. Nhà có em bao rồi chứ chị Banda, có hạt điện thạch chưa? Chị lắp được phân nửa rồi. Trời trời. Đây đây, đủ 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 kìa, đủ kìa chị Banda, đủ kìa, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Nâng cấp gì để tao lập chim chuông, nâng cấp lò tiểu học ơi, lập chim chuông. Hút qua nhà đỏ luôn, hút qua nhà đỏ luôn nha, hút qua nhà. Ai đổ qua nhà mình thì chạy về tiểu học, chạy về chạy về. Okay, okay. Nhà đi, hút đi đi, hút đi đi, tôi đứng đây chờ. Ai đổ? Đổ qua đây. Đang qua nhà đỏ nè, đây đổ qua đây. Đừng ghi nó tiểu học, đừng ghi em. Nó dùng ra ngoài tách mình đó. Nước. Nước còn không có nước. Mấy đỏ nước lắm, mấy đỏ nước lắm. Nước cực kỳ nè 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 nè. Tôi đứng trong nhà tôi quýnh theo hai ba thằng luôn. Đủ hai ngày đi, đủ hai ngày đi. Rồi xong tôi giết thằng nữa rồi nè, nó tôi chết luôn rồi. Không chết hả? Ừ, nó đỏ nước lắm, tôi trong nhà tôi cân nó được luôn mà. Ủa gì vậy? Hãy xuống chết là tôi ngọc. Ừ, nó về nhà thôi, tôi qua nhà nó để chung với nó luôn. Thì lập nhà nó đi. Tôi lập nhà nó luôn đi, thằng này nước quá mọi người ơi. Nóng 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 như cái lò. Cái lò gì mà nè. Nó là dừng lại cái khác nha. Nhớ là cái lò thôi. Ta chỉ dừng lại cái lò thôi. Chị nói chậm thôi, nhớ nha mọi người. Chị sẽ nói chậm. Chị nói chậm chậm thôi. Ừ, nói chậm nói khẽ. Cuốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Lắp cái lò nha, nhớ là lắp cái lò. Hôm nay chạy đường phải không? Hả? Hôm nay chạy đường gì? Đó. Tưng bừng có lửa luôn mà về nâng cấp cái lò lên mới được. Cái lò. Nâng cấp cái lò lên nào. Đó. Biết rồi. Tám chân cương để coi nâng cấp. Ê không đủ rồi, hình như. Ừ đủ 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 rồi, lò 2. Đủ, nâng cấp lò đi. Lò 2, lò 2. Đi sắt đâu rồi đây cho chị hết. Sắt kim cương, tiếp tục đi sắt kim cương. Đứng rồi, bài đó chưa rồi. Đó nước quá, tôi quýnh nó banh vườn rồi. Em đợi chị bằng kim cương cho được rồi. Ờ vậy nó banh vườn hết rồi. Banh vườn hết rồi, còn có mình mình á, mình còn có mình á. Cứ thoải mái ung dung đi. Cứ ung dung vì cuộc đời cho phép đó mọi người. Cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép. Rồi xong. Ê, đỏ banh sát rồi mọi người ơi. Trận này là dễ thắng, easy game rồi. Easy. Kè đổ qua nhà mình, kè đổ qua nhà mình, kè đổ qua nhà mình, kè đánh ra qua nhà mình kìa. Ui hai đỏ đây luôn. Ui ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Một thằng rồi nè, tôi đang qua. Hai thằng có thửa. Hai rồi mua không báo hai ba lần luôn rồi. Rồi chết nó, rồi nó xuống, nó rồi 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 để cho nó qua, nó đào muốn làm gì nó làm đi, đừng đừng cái hàng gì đó đó. Cho nó qua, nó đập kỹ nó kẹt, trời ơi. Để cho hút coi, để cho hút coi cái, để cho nó đào đi. Đó, đừng có đánh nó. Ơi, kẹo nó chi. Đập phụ nó luôn, không chịu đập hết, nó qua hai bên đầu mới chạy về. Này khờ thế. Qua hai bên đầu mới chạy về. Này dở vườn ra, chị mới đang dở vườn ra. Dở ra, dở ra, dở ra. Để mình mở đường cho xanh nó qua mọi người ơi, để cho không nó tự nhiệt đó. Đường đẹp đẹp đi qua hết. Đúng rồi, để anh hút để mở cái đường đẹp đẹp cho nó đi qua mọi người ơi. Để mua cô đâm để trong tuổi nè, chớp chớp. Hiện tại anh đang còn đang bị bệnh, anh chưa có khỏe hẳn mọi người. Rồi anh về nhà anh chứ này đúng hiền luôn mèo. Dắt nó vào đây, kêu kêu qua. Kêu qua, kêu qua. Dạ bốn người qua kêu nó qua, đi 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 đi. Để tôi xây cái đường mở qua nhà mình rồi ha. Cho nó cởi mở thân thiện đồ. Đúng rồi. Chị bên đây chị mua cái đi mọi người. Cái giường cho nó, chị bên đây để tự nghiệp đó. Để tự nghiệp nó mở cái giường cho nó đi, mở cái giường cho nó đi. Chị mua cái cốc gì đào cái giường kìa, đào mở cái giường. Mở cái giường. Anh đâu mất tiêu rồi, anh đâu có nhà anh đâu nè. Đúng hả? Đúng rồi. Ủa em mượn vậy, tôi nữa vậy. Trời trời, ai mượn đi trốn đâu. Trời khổ quá. Bạn này chơi khổ quá. Đúng hả? Đúng rồi. Trốn nhà vậy? Không biết, tôi đang đi kiếm nè, từ từ. Bây giờ mình xây sân bay đi. Ừ, kiểu như không biết sinh tồn đi.
Ừ, mình thử thách sinh tồn 24 tiếng trong bếp bơ này. Tắm cái giường em sắp đi xây tương lai liền. Xây thiệt rồi, xây xong rồi. Ủa, dở cái giường ra chị Minh Anh ơi. Để cho dở ra luôn. Ủa, dở ra. Đang đi qua nhà thằng nào đây, giờ có nói đang ở nhà ai đây. Đâu rồi, rủ không biết. Không biết anh đi đâu mất tiêu rồi. Trốn đâu rồi. Thôi, mất rồi. Mất cái gì. Server này anh chơi bằng 1.8 nha mọi người ơi. Đâu rồi ta? Không biết nữa, tôi đang đi vòng vòng tôi kiếm đó nè. Trốn đâu rồi, tự nhiên ta không tập chạy trốn đâu hả? Trốn luôn rồi mèo ơi. Có chừng nó trèo đâu. Vàng ăn đi. Ừ, mình còn giường mà lo gì. Trốn đâu rồi? Giường mình đi. Gì vậy? Tôi xây cầu quay. Có cái đảo leo lên nóc nhà đứng rồi chờ đồng tới không? Không biết. Nhiều có thể lắm, có thể lắm. Nhiều khi nó đi đi lắm không? Nhiều khi. Trời ơi, trời giống mặt. Gì vậy mèo? Đường nhà xanh vui quá vậy? Không ai nói với tôi luôn hả? Ờ, đường nhà xanh sao mèo? Dễ thương lắm. Phải có cái lỗ không? Có cái nào để tên đi bọt lên nhà xanh không? Để sao? Không, không có đâu, không có đâu. Giờ mình tự dỡ giường mình ra. Nó đi đâu mất tiêu rồi. Đi đâu rồi? Đi qua nhà đỏ tôi kiếm nó nè. Anh trốn luôn rồi mọi người ơi. Tự nhiên nó đang chơi trốn mà đi. Có ai biết số điện thoại của nó không? Kêu nó ra đây. Điện cho nó ra ai? Để nó trốn luôn, tội nghiệp quá. Đang chơi vui chết, tự nhiên trốn. Thầy đi ngọc xin chị mình ra tay. Này nó đi đâu rồi mọi người ơi. Đâu rồi? Chết bà, mua cái trứng chứ. Sao trốn hay vậy ta? Hay là giờ mình bị bắt tội. Nè nè, nó bắt tội rồi, nó thật chạy qua nhà mình kia, nó chạy qua nhà mình kia. Ê, ôi. Cho tôi coi với, cho tôi coi với. Vậy vậy, từ từ. Đừng làm gì em, nó thật gì thật, kể nó. Ờ, để nó. Chị Minh Anh chạy ra, chị Minh Anh. Hả vậy? Nó hả. Nó đang đảo giường nhà mình á. Vô giết cô Lâm. Vô giết cô Lâm. Đó, vô giết cô Lâm của đó. Rồi, cứ để nó đào, cứ rồi, sao không rồi. Bấm dừng. Rồi, hãy kè kè anh ta, anh nhau, anh nhau. Đâu rồi. Thôi, kè chạy. Chạy, rồi, đuổi theo. Chạy ôi rồi hết block cho ta rồi quýnh rồi nó thắng rồi xong rồi ba máu thắng luôn rồi chết nó luôn rồi tội nghiệp quá rồi làm gì mà căng như vậy anh mua để coi thằng đó nó mua sao mọi người ơi ai nhìn nó mua yếu quá nó tính mua rìu qua mắt thợ chứ luôn anh ơi tính mua rìu hôm nay anh đang bị bệnh mọi người ơi anh chưa thể nào nói chuyện hăng được anh nói ít ít thôi mất công cái cổ họng anh là bệnh nữa là anh mệt lắm mọi người ơi tai nghe của anh đâu tai nghe của anh hả anh mới giật nó ra đây nè mọi người đây là tai nghe của anh nè nhưng mà bây giờ anh không xài cái đó nữa tại vì anh xài cái này vô để mẹ phê duyệt mấy bạn xe lấy kim chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn rồi từ tôi hát cái chị Panda bà thái độ không bà lùm sắc nó lao trời ơi bà thái độ với tôi mày thấy không mày lộn lóc nữa rồi thôi em đang mở đường qua cửa mít với mấy chục lóc nè có ai đó giúp đỡ em không tôi đi đường này đi qua bên cái cửa kim cương rồi tóc mái tóc bạc của anh đâu rồi mái tóc bạc của anh đã đi vào chị bản rồi em ơi giờ hút không còn già nữa hút giờ anh không còn già như xưa nữa giờ anh trẻ lại rồi lụm em bây giờ đi đang lụm đây má từ phải lụm thôi em rồi mà lúc nào cũng phải lụm mà lưu gì vô banh giường rồi kìa nào phục nó lê ghê vậy không phải rồi nó còn có một thằng rồi chết cha gặp hắn rồi qua già nơi ok anh thấy à anh đang qua cửa mít nè rồi, lụm kim cương nè anh đang cơm anh đang cơm em rồi anh về nè em ơi đây hai em rồi chị Panda hai em rồi đây rồi xong rồi kim cương chị Panda này có chuẩn bị cửa hầm nhà mình đi chị Panda không mát đâu thể nâng cấp đi là táp lên cái đó thôi hay làm cái đường chứ ít hết nguyên rồi. Cửa của người ta luôn ủa em qua nhà vàng luôn hả trắng vậy em thôi Tiểu Ngọc em không đi lấy kim cương thấy Tiểu Ngọc đang có âm mưu đồ gớm quá âm mưu nữa chứ y đồ các kiểu đồ Tiểu Ngọc đang có âm mưu đồ đi qua nhà thằng vàng rồi sao bỏ tim ti và bay hết rồi xong rồi chạy rồi không kịp rồi Tiểu Ngọc đã bay xuống giật rồi hẹn gặp lại Tiểu Ngọc ở kiếp sau Tiểu Ngọc đây ê xanh lá nó qua nhà mình kìa xanh lá nó qua xanh lá nó đang đập lông như thánh kìa nó bay qua kìa rồi nó vô kìa ủa đập lông như thánh tôi để tôi chắc lên đó chị Panda mua cái lốc kiến hết bên này là cái chị Panda để không lại tin đi lẹ
đang mua là thiếu thốn, thành đây me nè. Qua rồi. Tới rồi, rồi lên tới cái cầu nhà mình nè. Anh đặt đường qua nhà nó lại. Rồi rồi nhỏ mà. Bây giờ nó đặt tiên ti xuống. Để sắt vô luôn cho chị đi tiểu ngọc ơi. Tiểu ngọc. Qua đem mua đồ chọi chọi cho con mặt của nó không? Đây đây, đây qua nhà nó lại, nó mất giường rồi. Đây đây. Trời ơi, trời em, cái thứ gì đó. Đây, cái nhà hay rồi, để tôi qua nhà nó, để tôi qua nhà nó. Từ từ, để tôi mua ý là trap, ý là trap đây. Từ từ. Xuống đây cái thằng mặt thổ, cái thằng mày thôi. Ôi, tôi mua ý là trap rồi nha, tôi mua ý là trap rồi. Rồi, tôi mua ý là trap rồi, nó nhảy xuống nó bị mù rồi, đừng có lo, đừng có lo. Tôi cũng mua ý là trap rồi, mày ý là trap hai mà. Ờ, vậy hả, vậy tốt. Rồi, để tôi qua nhà nó rồi. Tôi mua rồi kìa. Nó phải là trap á, nó phải là trap á. Cái hình cái gì đó. Nó bị mù hả? Không, nó bị mù. Ráng tay rồi đó. Trời ơi trời, nó nhây như cái gì vậy đó. Tiểu Ngọc ơi, em lên trên nóc kìa Tiểu Ngọc. Ủa em nhảy đi đâu vậy em? Tôi nhảy bên kia không được. Nhảy qua kia được. Đi đường nào, đường sau mình lên được không? Rồi sau lưng em, quanh sau, sau lưng đó. Đường ở trong nhà đi lên lầu được, Tiểu Ngọc em đi đường lầu lên này Tiểu Ngọc. Ủa bảy kim cương luôn, nó bỏ kim cương nè, trời ơi trời. Nó cắp cái gì đây, nó cắp gì đây, nó cắp kiếm nha. Mày nó xuống, nó xuống. Ôi mày nhích đi, chí rồi chí rồi. Ôi thằng Linh ơi. Ghê quá, đánh tôi, ui. Cái đồ chứ không? Nó cắp cái lò đó, rồi rồi rồi. Rồi cái lò chị Panda rồi kìa. Ok. Ý là đáp mua lại lần nữa đi hết ơi. Có hai cái, có hai cái rồi kìa. Hai cái rồi không? Anh đang đi lượm kim cương nè, tôi thục anh này. Thục đó, hay bà đó, chả đi lượm kim cương hả? Tôi đứng cam đây nè. Ôi. Cam kim cương. Ôi, có nhà chị nha. Ok ok. Em đang lượm kim cương về đây. Đúng rồi, lượm đi. 6 kim cương không nên cắt được chi hết. Đi lượm thêm đồ mới được. Tôi có 2 kim cương đây nữa rồi. Từ để tôi qua à, tôi qua nhà đó. Xanh lấp bằng len không à? Ừ, anh thấy rồi, đang qua nhà đó. Thánh nữa rồi đó. Thánh nhân nữa. Mấy nữa còn thánh đặt len nữa mà, thánh lại. Phái, nghe phái. Ôi, lượm kim cương à. Ê, rồi, bật tôi luôn. Các các bạn ơi. Rồi xong, quýnh chết tôi luôn. Tôi nè mày. Mày cho mày chắc mày quýnh trước mày bật quýnh ngu. Trời trời. Thì ngay đi trước khi mọi đi kia tê hết. Trời ơi trời, cái đường nó làm nè trời. Tăng quá. Rồi xong rồi. Trời ơi trời, tôi đang bên nhạc nè. Cách nào vậy? Thôi nó qua nó dí tôi rồi, thôi tôi chạy, tôi hết mạng rồi. À nó cắt đường luôn rồi. Ui. Em mà lò về lắp giường. Hỏi gì? Thôi mình là. Thôi mời em mới lò đúng đường luôn. À. Sao mình có mời em mới lò chứ hả? Trời ơi, tôi hết đồ rồi, xanh lá cây sau lưng kìa. Xanh lá cây sau lưng. Rồi rồi xong. Hay quá. Ai cái đồ vậy? Sau lưng có mình. Sau lưng mà nào vậy? Trời ơi, sao mọi người yếu vậy? Trời ơi, thấy rồi. Ui. Sao lưng mà nào vậy trời? Còn mình tôi giá băng giữa cuộc đời hiếu hoạnh. Rồi còn mình đâu hết rồi. Rồi nó lấy em rồi. Nó kẹt lại. Hay không được luôn á. Vô trong nó chết rồi. Rồi xong. Tiểu Ngọc còn sống hả? Ủa Tiểu Ngọc đâu? Tiểu Ngọc không? Chết Tiểu Ngọc luôn hả? Chết. Ôi chết. Cách nào? Làm cách nào? Rồi xanh qua nữa hết rồi. Xanh đi sao hả? Nghĩ sao nó cái nhà mặt lên không chơi. Rồi xanh đi từ từng mét qua kìa. Bê, nói qua mèo nói tôi nghe. Qua tới rồi nè, vô nhà rồi, vô nhà. Rồi, đây, giỡn mặt, chết liền. Ôi, hay lắm. Hay quá rồi. Ê, sao chị cũng chặt vậy mà nó không chết ta? Ôi, chị chặt khác cách của em chặt chị Linda ơi. Qua nữa. Cách chị chặt nó khác chứ cách em chặt lắm. Gà hả? Ừ, cách của chị nó kiểu kiểu vậy đó, chị chặt gà. Xanh quá, xanh đi được bên nè, bên không. Ừ. Cửa hàng trước mặt nữa nè. Đây đây, chấp chưa, chấp chưa, hàng qua chưa. Hai hàng luôn. Chấp. Rồi kìa, vô kìa. Chấp. Chấp. Rồi hai hàng đi rồi, hai hàng vô luôn. Rồi, cứ để hai hàng vô. Vô tới rồi. Cứ cho hai hàng vô luôn. Nè. Khùng. Rồi xong ba thằng này. Đó, thấy chưa? Chấp. Ủa chứ con đâm vô nhà coi sao đâu mà đường đứt không vậy? Kệ đâu hả? Mẹ coi nó có dí sau lưng tôi không? Dí kìa. Ok kệ cứ cho nó dí. Không dám vô tại thấy hàng vô lùm đó. Thằng xanh bên cửa đó đang chạy qua luôn á. Kệ cứ cho nó qua. Không nên nó làm gì hết. Hả? Nên nó làm gì đó nè. Kiếm tiền. Nè, dí qua rồi, dí qua kìa. Trời trời, nghèo. Trời ơi. Ôi, trời ơi. Cho lên. Ôi, thấy rồi. Cho lên rồi đó.
Trời ơi, thắt rồi, sau lưng. Ok, đó sao rồi mèo? Làm gì qua tới á? Tới chưa? Sắp tới, đừng lo hết lắm, đến bây giờ. Chưa, rồi qua, thằng kia có lóc qua. Ok, cứ để nó qua. Tôi chơi tới bến với nó luôn mèo ơi. Sau lưng không à? Ôi sao đây nhảy không được? Chắc luôn. Em biết của em bị dội chưa? ID của chị mèo ở Nono Life là gì hả? Anh chưa biết. Chưa, anh chưa biết. Để từ mình mới biết được mấy em ơi. Mọi người nghĩ ID cho mèo đi. Bạn nào hết số nào nè. Đúng rồi, game over rồi. Tại vì cả team của anh nó đã bị thục hết rồi. Tại vì mình còn sống được. Còn phải chết ra còn phải 3 người là móc được nhà nữa rồi. Còn cái đó là cái trận nó đánh chấp rồi mọi người ơi. Đánh bất chấp. Rồi. Vô rồi đó. Vô. Trời ơi, vô nó đặt ra cái mít hết rồi mọi người ơi. Mình đi thôi. Rồi, tôi đặt cái mít chậm nữa là chết tôi luôn rồi. Khổ quá. Ê, lắp lại đi, nó vừa vô nó qua nhà mình á. Vô có thằng, nó qua nhà vàng trước, qua nhà vàng chứ có giường á. Sao biết qua nhà vàng? Ờ, thằng nào bảo là cái mít là qua nhà đó trước á. Vậy hả? Ừ, điểm căn bản của mít quên mà mèo. Rồi, cho em 5 phút. 5 phút gì em, 5 phút gì em. Vậy nè, nó thấy chưa, nó qua nhà vàng, thấy chưa, tôi nói đúng không? Này nè, ba thằng nó cũng qua nhà vàng nè, nó. Trời ơi, lúc đó vô phụ nó đừng qua nhà vàng. Khổ à. Khổ, rồi xong. Ui, rồi, ui, sống vậy. Ơi, rồi anh đỏ giết tôi luôn rồi. Lụm kim cương. Rồi nhà vàng bên đó nó giờ nó như cái đống xà nùi bên đó luôn rồi. Giờ ai cũng chạy qua nhà nó hết á. Nè ơi, lắp lại. Không có MR nào trận này đâu. Cái trận này nó rất là đường, rất là thẳng. Nên chúng ta không thể nào có MR được mọi người ơi. Đây, ship nè, chết mày đi. Ủa, ship cách hả? Ừ, nó xếp xuống đoạn cho nó được có bay mà. Nhưng mà nó ngu quá. Nè, đang rồi anh biết anh đang có một MR nè. Ê, chị Bada, ra trước cửa ai rồi, tôi không mèo? Không. Mình xanh lá không? Okay, đúng rồi, mình xanh lá đó. Mình đúng là màu xanh lá rồi đó mèo ơi. Khổ quá. Chị Ngọc ơi, cái nhà hàng Blue bây giờ cho nó một cái tái chọi thôi là nó lộ vườn luôn á. Vậy hả? Ừ đúng rồi, nhà Blue kìa, nó đâu hèm lắp gì đâu, lắp bằng len kìa. Đúng rồi, cho nó một tái chọi thôi. Chị Ngọc ơi, chỉ còn cái 10 lắp thôi à. Ok 14 giây nữa mới có. Rồi, dàn nhau qua nhà. Rồi, hết lắp. Em, mình sẽ lấy đồ đi thôi. Qua đây lượm kim cương trước rồi đã. Nhà hàng vàng cũng dễ banh lắm á, nhà hàng vàng có chút xíu à. Tôi cũng dễ banh lắm, bây giờ tôi còn nửa máu à. Rồi, coi tôi banh chưa nào. Chưa banh. Có kim cương không em? Ê, con xanh chừng. Xanh qua, ủa này là tôi mà. Tôi. Hai MR này. Đang chạy nhà. Chạy nhà đưa. Nguy hiểm quá, hai MR rồi. Mới đặt táp chưa hai kim cương kìa. Đặt rồi. Ok. Chị Panda ơi. Xanh nó lắp đường, xanh nó cứ cầm kéo cắt đi mèo. Kéo, sao lưng. Ừ, trời. Ôi, nó có kim đá. Ui, đau quá. Rồi xong, tôi chết luôn rồi. Nó chết chưa? Nó chưa chết, nó còn đứng đó. Nó còn có một máu rồi, nó chả có kẹt đâu ra, sụp nó luôn đi mèo ơi. Xanh quá, trước cửa. Không, thằng này nước. Thấy mình nãy giờ mình ăn no á, tới tính qua nó quẹo mình á. Tôi nó chết chung rồi. Trời, nó một máu mà nó cũng giết được mèo nữa hả mèo. Tại hôm tôi té xuống hố. Ôi, xanh. Trời, xanh giờ nó khỏe vậy. Ôi, nó ra được mít, nó ăn cơ mít luôn rồi. Ui, nó chấp hai luôn. Nó như đau gì đó. Rồi. Tôi lượm kim cương đây. Khổ quá. Lượm kim cương này mọi người ơi, lượm kim cương này nãy giờ nó cắt. Nhà mình xây đường dây thòn qua luôn. Nó xây cái đường đó là cứ mít, nó nước rồi. Bậy quá, nó xây sau lưng nhà nó kìa. Sau lưng nhà nó là nhà mình chứ đâu. Rồi xong mày đai đi. Ý, đợi nó ăn hết em rồi rồi, xanh nó ăn hết em rồi rồi. Vậy hả? Ừ đúng rồi. Cắt hết đường nó đó. Ê, để hút thục nhà nó luôn ha. Ừ, thục nhà nó đi. Mày nguy hiểm quá. Thục nhà nó trước cái đi là tính sao? Trời ơi. Ngọc ơi, em giúp anh đi thục nhà xanh để Ngọc ơi. Ok. Đấy, mới thấy chết. What the hell? Gì mèo? Bốn lắm mà nó nhảy qua cánh thì được rồi. Hey, đi Tiểu Ngọc ơi, đi anh có TNT với cục trội luôn nè, đi qua nhà nó nè.
Ở nhà nó nè, cái nhà nó giờ nó đóng như là cái bãi sân bay luôn kìa. Nó còn đi là cứ biết nó chơi nữa nè. Thằng già nó đang xây qua nhà mình kìa. Ôi coi nó chọi không, chọi nó đi, nó đang xây qua nhà mình. Trời ơi, nó xây kìa. Không, nhà cứ để đó, cứ để đó, cứ để đi, cứ để đi. Tiểu Ngọc nhà coi nhà nha, chị mua lóc nha. Lắp đi, cứ chết rồi. Coi nhà phụ chị. Thôi, xanh nó lộ vườn, xanh lộ vườn. Rồi, xong bánh vườn xanh rồi. Hay quá. Rồi, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Cho khổ qua đây kiếm chuyện. Nhà vàng chưa bánh vườn đúng không? Thằng qua nhà mình càng sẽ ghét rồi. Ui, rồi xong rồi. Ui, ta, ta đai rồi, rồi xong. Xanh còn hai thằng à. Xong, xong, giải quyết xong xanh cho trời đó, giải quyết xong xanh cho trời đó, xanh cho trời mất vườn rồi đó. Còn hai thằng rồi. Xong mà lâu rồi. Có cái tội mày láo, chạy được cái mít ăn hiếp thôi mày. Tưởng ăn hiếp hút là dễ hả mày? Đúng rồi chị, em sẽ đi ra đây lấy em MRO cho. Chị cứ yên ổn rồi đó, rồi 4 MRO rồi nè. 4 MRO chưa? Chạy về chạy 4 rồi, 4 rồi, 4 rồi. Xong. Ngon lành cành đào phải chưa, giải quyết được thằng xanh là mình sẽ giải quyết được mọi chuyện mọi người ơi. Nó không qua nó kiếm chuyện với mình nữa. Đúng không? Còn vàng thì hút qua giải quyết nó hút. Ui thằng vàng nó nhà nó xa lắm. Xa gì đây nè, nó xây đường qua nhà mình nè, em thấy không? Nhưng mà vấn đề là tôi không có đồ, nên cắp cái rương đi, đặng có đồ. Cái lò rồi đó. Mấy lần cái lò rồi. Hà nãy giờ đi lượm kim cương có được chứ sao. Ok. Ủa, Tiểu Ngọc đâu rồi? Tiểu Ngọc đang qua nhà anh ta nè, thấy rồi nè. Tụi bán về nữa ba. Đi 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 qua đi luôn. Ôi thằng nó bảo vệ vườn nhà nó cứng lắm á. Thằng xanh tính qua nhà mình kìa. Về đi Tiểu Ngọc. Dạ. Có thằng xanh tính qua nhà mình kìa. Ui trời ơi, vàng nó chơi sao đá cái bay giật ơi. Mua đồ trời. Hiểm quá, nguy hiểm quá. Trời ơi. Ok. Xanh vẫn ngáo ngơ rồi. Gì? Thằng xanh đang qua đó kìa. Xanh ra trời hả? Ừ, đang đi qua. Đâu, tôi thấy rồi, tôi thấy nó rồi. Tôi thấy rồi, nè. Ui trời đường. Ui hay quá bạn ơi. Rồi luôn. Zalo banh vườn rồi, Zalo banh vườn rồi. Hay quá. Xanh nó đang qua nè. Thì chị cứ cứ tiếp tục đặt block. Không có sao hết, thằng xanh nó chết hết rồi, nó tự sát rồi. Chưa đủ chưa? Xanh nó tự sát rồi. Xong rồi, blue ban này, yellow ban này, hay quá. Qua đỏ rồi, qua đỏ luôn rồi. Ok, từ từ em ơi, anh chưa đủ đồ, Anh mới có mấy cái cục len trong người, anh qua cho nó thục anh nghĩ răng. Không được. Ôm đen đi đặt giường ta nghe có lý. Ôi thằng vàng còn hai thằng à. Ai thục banh giường vàng vậy? Rồi yellow chết rồi, chắc thằng em thục banh giường. Đỏ. Trời ơi. Đỏ nó xây cái lô cốt cứng lắm. Đỏ xây ghê lắm. Các bạn nguy hiểm quá, đỏ nó say gắt quá à. Mẹ em mới có gọi điện thoại nên mất. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi! Anh không hiểu em ơi. Cái gì vậy mẹo? Trời tôi chứ gì, quỷ xanh nó kiếm chuyện thôi kìa đây lỡ xanh đâu, xanh chết hết rồi, còn có vàng hả? Ủa? Chị đó là... Chắc vàng rồi đúng không? Sao tự nhiên chị bị mất cách nói vậy? Chị hốt ra luôn hả? Sao? Oh shit. Oh shit. Rồi. Vậy mèo chuyển qua thủ trường mèo ơi. Chị Minh Anh, ao ra vô lại, Sẹt resort chị Minh Anh. Mà chị vô game là được không? Chị vô game được không? Chị đã lắp xong giường chưa? Sắp lắp xong rồi. Lắp rồi đó. Lắp rồi đúng không? Ít ra chị cũng hoàn thành được công việc của chị rồi, chị muốn đi đâu chị đi về bên đây. Quá. Em bây giờ em sẽ qua nhà nó em thục nó luôn, cho nó vuông. Để cho chị Banda kết nối trận mới cho lẹ lẹ mọi người ơi, chị Banda đang mất kết nối rồi. La 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 la. Hey, Ngọc ơi, ra cửa mít lấy đồ em ơi. Em đây. Để anh chạy qua nhà nó cái màn hình rồi nè. Hồi nỏ giờ nó đang xây cái lô cốt. Ủa chị mới đã vô lại được rồi kìa. Wow. Vô trạng lên được luôn hả? Không có vô trạng lên được nè. Để lắp cái này nè chị Minh Anh, em tập tiếng nha. Nói về anh ơi. Ôi thấy. Ui. Là cái cửa đổ qua kìa, rét qua kìa. Ai ai qua nhà? Rét chạy. Hai cái hàng bán đồ đâu rồi chị không thấy đâu. Chị rồi. Nó mất rồi. Cái gì quá lợi em hết rồi. Trời thằng nào vậy? Thằng nào mất thằng vàng. Ôi vàng nó đứng bên kia nó chọi trên kia. Anh đang đầu bên nhà đỏ nè em ơi. Mẹo vô mua đồ chị đi. Nó bên giường. Wow, chết một thằng luôn rồi. Bé. Rồi xong anh chết luôn rồi. Rồi xong. Đỏ bên giường rồi. Hay quá. Hay quá. Thật là hài hước quá. Mua đồ không được. Ủa gì kệ vậy? Mệnh hệ gì? Chị bỏ đồ trong rương, bỏ sách trong rương đi. Chị để rương hết rồi. Rồi để em mua. Ngon lành cành đào. Đó vậy là banh vườn cuối cùng team mình tiếp tục thắng rồi mọi người ơi. Thắng quá dễ. Thắng quá. Hôm nay sao mình dễ thắng quá ta. Nhiều quá ngại ghê. Đúng rồi. Ơ chết mà thằng nào chơi trời vậy. Vàng. Vàng còn lại đang ở đâu vậy? Đang bên cửa kim cương nhà mình á. Cửa kim cương hả? À đứng mình ở bên đó luôn hả? Đi khùng cái gì vậy? Kiếm chuyện mình nãy giờ. À thằng này thích chơi chơi kiếm chuyện đúng không? Rồi. Để hút sẽ trị thằng này. Có thằng nó cái tao kiếm tiền chuyện của nó. Dạ đầu cái giáp. Gì em? Ui thằng đỏ đây tức qua nhà mình nè.
Ê, dạ, dạ có tàn hình vô nhà mình. Ê, nó tàn hình vô nhà mình kìa. Ok, đó là cái đầu này. Cầm cái kiến kìa, cầm cái kiến kìa. Ôi, 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 mệt quá, bay vô trong rồi. Ôi, nó bật tôi nè, bật tôi nè. Nó đang đào ấy mọi người, chạy ra nó đi. Nghĩ nó chưa gặp kiến em. Nó không có đào được đâu, nó không có đào đâu nè. Ôi, rồi. À, vàng thấy là đứng bên kia. Vàng đứng bên kia, đứng bên kia. Rồi. À, ok ok. Ủa tiền học đâu hả? Quay đầu đây, hả? Đây, đây. Đây. Rồi quá lẹ em ơi, quá lẹ nó chọi đường á. Lên. Bấm chân lên em ơi. Ok, rồi. Ừ, để bút qua bút sụt vàng cho nó. Trong này nó bớt cái điên lại coi. Trời ơi, hết lóc rồi, hết lóc. Rồi, nghèo qua mọi người ơi. Gì một lóc, 16 lóc. Mua trả cho chị một nồi đi. Mua trả một nồi đi. Nó xây đường hả? Để đi đường nha. Để tôi qua nhà thằng đỏ mới được. Cái gì? Tôi qua nhà thằng xanh mới được. Vàng đang bên đó. Nó á chết bà, nó bắt heo chi em rồi. Ôi. Được mình. Được mình quá. Đừng mua nữa làm gì anh ta. Ok mua. Nhiên rồi. Ơi, vàng nó chọi đường. Để xây cái đường mà nó cứu được khỏi trời. Ok mèo, ý tưởng nó hay với mèo xây đường một tiếng mèo ơi. Vàng. Ê, thằng nào có chạy té rồi, thằng bắt chạy. Trời ơi, gì vậy? Từ từ nghe, đang xây đường nghe. Ê, tàn hình vô nữa kìa. Nó đào kìa, nó tàn hình kìa. Ui, trời ơi, quýnh tôi bay rồi, nó đang bật tôi luôn. Nó tàn hình trước mặt luôn đó mèo. Nó chết rồi, té chết luôn rồi, xong đỏ đây rồi. Đây, mất thằng rồi. Đây, cứ đặt đường, mọi người cứ đi. Từ từ em đang lắp cái đường, đừng có băng. Rồi, rồi. Cứ lắp đi. Rồi nè, nó bắn nè. Rồi, lắp được thẳng đi, bệnh đi tiểu ngọc. Rồi, nó bắn từ té rồi, tôi đang lắp gần tới qua được tới nhà đó. Ủa, thằng nó thay con mắt nó xanh lè. Biết tại sao nó xanh không? Nó sợ mình nó xanh mắt rồi đó. Mình là vitamin A làm nó sáng mắt sợ hãi vậy nè. Ừ. Bố đang đi bố tôi chọi nó cục chọi cho hết. Ok, để tôi đi nè mẹ chọi đi, chọi đi. Rồi chọi cứ chọi. Ừ. Phải vậy. Ừ. Hay quá. Chị Bình Á đi đi. Chọi mấy con sâu quá. Chọi đi. Rồi chị Bình Á ơi. Một cục nữa thôi là qua được rồi chị Bình Á ơi. Một cục nữa thôi, một cục nữa. Ủa trời chị nghèo vậy? Ừ, chị muốn đâu. Nghèo. Để con sâu thử qua cho thật trộm cho. Ok. Đúng rồi đó, không ăn đó. Hay lắm mèo ơi. Rồi nó cắt đường kìa. Rồi ok. Cái gì? Chị Bách Á. Về đây. Mua con sâu cho chị Bách Á. Hả? Con sâu đi mèo chọi đi. Tự tính mua con cho chị Bách Á phá nó nữa. Rồi mèo chọi trước cái nó một cái đi mèo ơi. À, mèo chọi bay xuống giật luôn á. Tới. Nó bận rộn phía sau chưa? Đang bận. Bận rộn phía sau quá. Rồi qua đó đi. Rồi qua đường nè. À trời ơi. À. Con sâu của tôi ghê luôn. Tưởng không có em cho chị con sâu nữa gặp. Con sâu. Mua con tôi cho nó bận rộn chứ tôi. Kế với con ngồi lâm luôn á. Tôi cho nó chết. Ồ, nó xây lâu đài tình ái quá luôn kìa. Em ơi, lâu đài tình ái đó sẽ không có trên trần gian đâu. Anh đưa em vào bằng tiếng hát. Để đập nó lên cái bờm đầu. Để em chạy em lấy em rồi là mày nó chết nó với em. Rồi sao cái bắn á? Khỏi đi mọi người. Hút ôm em rồi qua hút thủng nó luôn cho nó. Hao con sáu tôi luôn. Ok, vậy mèo cứ đứng nó chơi nó đi. Tôi qua là kỳ này là nó chết. Nó chết chắc. Nó khỏi có chạy với tôi xài em rồi tới. Ê, bây giờ mình làm cầu qua nhà nó không mọi người? Vậy cho nó hăng ha. Đây. Làm cầu hả? Ừ, làm cầu qua nhà nó đi, làm cầu qua nhà nó đi. Dỡ cái giường lên cho ra anh qua anh đập. Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Lần này em qua là nó chết với em. Qua tới chưa? Tiếng nhà thả cho mày sau. Em đang qua. Em phải đi đường chính thống đàng hoàng. Em phải đi con đường chính thống đàng hoàng, biết sao không? Em về em mở đường cho mọi người đi luôn. Bắn qua không? Ừ, em có cái cục này nè. Em có cái cục này nè, mở đường cho mọi người đi luôn. Em làm rớt 64 góc kiến rồi. Trời, hay quá em ơi. Nghệ thuật nào đã đưa em tới cảnh giới đó vậy? Con đường nào? Chơi, từ từ đi đường này nè. Để mẹ ơi, nó bắn tôi rồi. Ê, ui, thôi, tôi xây đại luôn đi. Ủa, rồi xong. Wow, đi, bu vô. Bu qua. Bu qua.
Thu qua, để thu chạy qua. Trước cho, để chạy trước. Rồi xuống xuống. Trời ơi trời, làm phí sâu thì chết. Bình An ơi. Trời, trong mắt nó chị biết nó nghĩ gì mà như thế nào không chị Bình An? Bày ngu nước. Nguyên một bày nước luôn. Còn bày gì mà ngu phát khiếp hà. Ngu gì mà ngu phát khiếp. Ê, rồi, em bắt em rồi với nó rồi. Đứng đây, bắt nó được. Bắn nó nào, bắn nó nào. Rồi ai qua chạy. Rồi, để tôi, đừng ai làm gì nó nha. Đừng ai làm gì nó hết. Ủa, ai là quýnh nó vậy? Trời ơi, kêu đừng ai làm gì nó, để tôi qua tôi xây cái cầu qua cho nó đẹp. Để chơi với nó. Ôi mà, chơi hoài mà. Trời ơi, nhảy qua được rồi. Cái ghẹo nó mới vui, trời ơi. Trời ơi, nhảy qua hết, cho nó nhảy qua cái rồi nè. Gì? Nó nhảy qua cái rồi nè. Không. Ừ thì tôi xây mà, tôi nói để đó, tôi qua tôi chơi với nó, đừng có hiếp đó. Thằng nó tính giao rồi, còn tính giao lắm. Mèo bị ao hả? Từ để tôi cho mèo vô lại á. Cứ yêu đi, việc cuộc đời cho phép. Anh Út nó chạy quá. Gì? Nó chạy quá. Đúng rồi. Đeo tai phone thấy anh đẹp ra. Ừ, đeo tai phone bự hay là tai phone này. Bây giờ mọi người nghe cái giọng anh không, nó hơi kiểu cục cục á. Là tại vì anh đang bị sổ mũi. Anh đang bị sổ mũi nè. Với lại anh bị ho nên cái giọng nó hơi khác. Ủa sao tôi mà ho cái làm như có bồi vậy ta? Gãy ho cái gì vậy? Mày cho mày đi chút. Sao cái này giờ tiếng ẩm nó ngồi bên đó rồi cũng bị ho luôn kìa. Nó ngồi đâu bên rất là xa luôn. Ngồi đâu bên đó mà còn ho. Chị biết sắc của chị rất quan trọng. Có bao nhiêu sắc bóc rồi hết từ đây. Nhưng mà đối với em cuộc đời em đi cũng rất quan trọng không kém chị Bida. Trời ơi, con tưởng ngọc rải kìa, giờ này múi vậy. Ngọc rắc múi cho chị tin. Hút qua nhà xanh nè, qua lẹ lẹ lên đi là hút qua cửa mít nè, lộn. Lắp kiến lẹ lẹ lên chị Bida, xanh nó chị bị qua chị Bida. Ừ, sắc không có, mua. Em ra được cửa mít rồi, cái đường nhà mình. Cái đường nhà mình nó trống lóc luôn mèo ơi, cứu lẹ lên. Cái nhà mình nó trống lóc kìa, hàng xanh nó vô. Lắp chưa. Rồi sao? Đây đây đây, quay luôn. Ok, về. Đây, nó đây. Rồi xong, bóc nó rồi. Anh sợ mình đang qua nhà anh ta, anh ta qua nhà mình quá em ơi. Kẻ nổ qua nhà mình kìa. Điếc ngay. Ui, có hai hàng qua luôn. Ui, chúc mừng em. Rồi xong. Ui, nó đạo ra rồi. Đi. Rồi xong, rồi xong. Muốn bay nó rồi. Đi ra không? Quỷ điện thị chết rồi. Rồi xong rồi, cái gì vậy? Ba la, ôm sòm mày chứ. Ôi, từ đâu ra đây anh? Rồi xong rồi. Ở đâu nó vô nhà mình vậy? Trường rồi chứ. Ê, không vậy, nó qua kìa. Nhà mình bánh hết rồi bà nội. Tất cả đã ra đi mà giờ chị mới nói. Thì tưởng mà bể giường rồi. Bà chị làm sao chị la nhỏ nhỏ, chị la em muốn điếc lỗ tai luôn, em đang nghe ta thon luôn á. Chị muốn thể sắp chết tới nơi luôn. Giờ đẩy sắp thì chị lấy trước đi chứ. Ok. Né ra cho tôi, chị Bida làm trước. Tất cả chị ra. Chị Bida bỏ vàng lại đây, dục vàng ra hết chị Bida. Em qua nhà ta dục vàng hết. Thôi, phải dục, phải dung dục trong đây nữa, ba hiền thiệt chứ. Trời, thằng nào đứng vô ăn ké luôn vậy? Tôi phải đi lấy chân cứu. Trời ơi, ai cũng có nhiệm vụ hết vậy? Em đứng ngoài luôn á anh. Tụi Ngọc đứng dòm ba người. Tụi Ngọc đứng dòm luôn á. Tụi Ngọc đứng dòm. Ê, thằng vàng nó vô nhà mình kìa. Trời. Ê, cái vô, lắp lại cái vô. Lại lên. Ui, lên. Ôi dạ dạ đó ôi đây nó bị khùng á thôi nào lắp cái đường vậy dạng với ai dạng kìa nó không thèm lắp giường nó luôn trời ơi rồi xong mà biệt đội bật tôi luôn rồi chắc cũng nghĩ là nên vậy chị đây ôi ai chặn cái đường vậy đường nhà nó nghèo còn chặn đâu cho ra đúng rồi đón xem bắt đầu lên đi bây giờ là banh giường lấy đi bỏ trận cái thủ này là thủ nè bỏ trận đi rồi thôi bỏ đi nó bật tôn rồi sao mà vô gặp mấy cái thằng điên đó sao mà tụi mình chạy dữ vậy ta mấy đó nó đúng bị điên mọi người ơi mấy đó nó tâm thần phân liệt vô nó làm cái ghê vô hết đi ta cũng biết tất cả lỗi quá. Ê tầm 7 nha, vừa vô là biết tại sao tất cả không nhường lóc cho tôi và tất cả nhường cho tôi đi. Ông mát vừa vô đứng ngáo luôn à. Nhường nè, giờ dục xong chạy ra luôn rồi đó. Rồi, dục. Để đây. Nhường hai người lấy. Để đây, hút lo. Bạn dục qua đây. Hiện hồn lên coi có thấy ai đâu trời. Không thấy ai hết luôn á, chỉ thấy có mình chị. Hiện hồn lên coi. Ôi, cô đơn quá. Tôi cô đơn quá. Có thấy độ bóng người, thấy độ bóng người. Hai đứa hút. Hai. Đang là đường là cứ mít nè, đặt là đường là cứ mít nè nghe. Hôm nay lại giờ một ngày vui nè. Trời trời, hôm nay lại một ngày vui nữa nè. Mèo có cái đặt cái đường nào đẹp mèo. Ôi vừa vô nó nhảy xuống giật luôn kìa. Xanh đặt rồi.
nó nhảy xuống vực ăn biết chi không, nó coi map đó, nó coi coi nhà nào chưa lắp giường, nó qua nhà đó nó cỏ đó. Nhưng mà nó chơi đâu, nó qua nó cỏ đó, nó đặt cái commit mà. Rồi kìa, nó qua nhà mình nè chị Minh ơi, nè nó qua nhà mình tới nè, em nói tới luôn. Đó nó đang qua luôn kìa, thấy chưa, nó đang vô đó đấy, tôi thấy nó commit nè. Nè lao hoài ai làm cái đường vậy, bóp của em. Em chơi bóp anh vậy, ai xong lắp kiến thì chị Minh đá. Ơi trời, chị bóp hoang qua nhà là chị sợ, chị đứng chị dòm. Lắp kiến đi mà nội, chị sợ nhưng mà chị sợ chị lắp cái giường lại trước khi. Ơi trời, chị để vậy nó vô nó cho trái tim ti là thôi đi cắm luôn á chị Minh ơi. Kìa nó qua nó cầm tim ti kìa, nó ai qua thì cậy đừng nói chị. Ôi, trời. Không có chỗ ai qua thì kệ, đừng nói. Chạy chạy TNT rồi mày, TNT rồi mày. Mày trốn với tao rồi mày. Vô có con đứa có nhiều chuyện. Không hết, cái tội không hết. Sao chị Banda có cái tật không hết ta, đây đây bốn em bao lộn chuyện này. Sao nhà mình bị banh giường hoài rồi. Bả thấy ai sắp mang qua làm cái bây giờ. Không có phải, bả ai đánh vô mà có đứa có nhìn người đó mà coi người ta đánh. Ba coi đã mắt không, coi cine phải không, cái vậy. Coi như mà con phim gì đó, ai không làm gì làm à. À đây là giường của tớ nè, phải không, cậu cứ vào đi cái vậy. Giường nhà tớ sáng lắm. Các cậu cứ bước vào ngắm á, thấy chưa. Dạ như hằng nào cũng đập giường nhà mình, cái giả bộ đứa cứ biết cái lộn á, tôi đứng kia. Rồi xong rồi, Zalo banh giường rồi. Rồi Tiểu Ngọc đang qua nhà giường nhà đó rồi. Giường nhà nó sao rồi em? Ủa? Tiểu Ngọc là màu xanh, ủa mình màu đỏ không? Đúng rồi, Tiểu Ngọc mới qua giường nhà xanh đó. Em qua, em không có đập giường nó sao em chết à? Đâu, anh thấy bốn thằng bu vô nó chà em à. Nó chà em kêu dễ thương lắm. Em bị lắc hay gì vậy? Em không thấy nó chà. Em không thấy ai hết hả? Em nhảy xuống em chết luôn. Anh thấy cũng vậy đó, anh thấy em cũng nhảy xuống cái là em chết luôn á. Ủa chứ sao nhảy xuống mà không chết? Hãy trả lời câu hỏi. Hãy trả lời câu đối khó. Đừng có lắp ơi, đừng có lắp tiếng á, mình làm nó thêm một cái cột nữa cho nó lâu thêm tí. Kè xe lá nó đang mở qua đường kim cương, thanh lá nó mở qua đường kim cương. Mà kim cương của ai? Kim cương của mình chứ có ai rồi, nó xuống kè nó qua nhà mình hai thằng kìa. Nó qua nhà mình hai thằng đây nè. Trời ơi, chết tôi rồi. Rồi xong nó giết nó rồi. Ôi, ôm nhà, ôm nhà, ta lái đi, sao trên trời đang thục nhau kìa. Ôi, trời nha. Ôi, rồi xong nó chạy chị Minh Đa, nó chạy thì luôn. Ôi, rồi xong nó bay vậy này. Hình quá. Nhìn nó đứng nó chạy chị Minh Đa cách đáng yêu lắm. Chị trong nhà nè. Ủa, chị ai vậy? Chị Ngọc á. À, thì ra em làm quý nhà thôi. Chị tốt nhất chị nên nằm đó hoài luôn đi, chị đừng bao giờ lộ cái mặt chị ra khỏi cái giường hết á. Hiểu không? Chị là chị nằm quanh năm suốt tháng vậy đi. Chị đừng có đi đâu hết á, chị đây hiểu không? Đây đây đủ rồi nè, 8 em đi 4 em rồi. Rồi 4 rồi đúng không? Tự nhiên lấy 4 chục con đi mua cái con rồng em đừng. Rồi xong hay quá. Heo chờ tới con rồng cuối cuối ra đang mình thủ rồng rồi mèo. Rồi xanh da trời đang tính qua nhà mình, xanh da trời thấy rồi. Anh đang lâm le nè. Ui, nó qua nhà mình, xanh da trời qua nhà mình. Ui, mày đi khùng mày. Này nó làm tôi chơi đê luôn. Ôi. Rồi con nhà cho chị lắp cái giường nha. Ok ok. Rồi em về đây, em về đây. Nè em đây. Em đây. Em đây, hai em rồi đây. Chạy ra kêu coi giường nhà mất tiêu hết. Bởi vậy. Vậy nó mới vui chị Minh ơi. Vậy nó mới vui. Kiếm cái rồi đó. Rồi. Rồi, ba kim cương nó cắm biết đắt chưa? Rồi, biết đắt rồi. Rồi tôi mua cái hay là. Gì? Mèo chết rồi. Mèo đã nước quá nên đã chết rồi. Rồi xong rồi luôn quanh giường rồi. Green đang nắm cầm vị thế cửa mít. Green chơi rất là phá. Yeah. Lắp bằng lên không anh ơi, lắp bằng lên không ạ. Ok. Em có lắp một cặp qua nhà nó đi, anh có được chơi nè. Anh có một cái đang qua nè, anh đang qua nè. Okay, anh có một cái cục. Không. Sắp qua tới rồi. Không phải qua nhà Red, nhà Red. Nhà Red là mình đó mình ơi. Đó thấy mà. Em muốn qua nhà mình. Mèo muốn qua nhà mình thì tôi cho mèo qua. Thấy cái thằng nhà bên kia nó cống vắng rồi. Á, à, Red mình đang qua nhà mình. Green. Cứ cho nó qua đi, tôi đang bên nhà nó nè. Đó kìa em ơi. Vô chạ làm gì làm đi em ơi. Bỏ tin đi vô em ơi. Rồi vô kìa em ơi. Rồi làm giường đi em ơi. Rồi nó banh giường rồi mọi người ơi. Yes. Cướp đồ nhà rồi. Nó luôn. Cướp anh gom này em ơi. Đi chơi nè em ơi. Làm lẹ quá em ơi. Như một băng cướp luôn. Kìa nó đang chạy về kìa. Nó đang chạy về em ơi. Nó đang chạy về, anh thấy nó rồi em ơi. À, đây. Đang đứng đón là nó quanh ngược lại rồi. Hút qua nhà nó luôn. À, kiếm sắt đây rồi xong. À, mua thêm con này nữa rồi ok.
Tôi qua nhà nó luôn đây mèo ơi. Đi 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 đi. Tôi đang cắt. Ồ ai giật kim cương vậy? Không biết. Ai ai vào mà giật kim cương vậy? Kìa kìa. Nó đang là commit kìa. Nó đang là commit luôn kìa. Kim cương nó coi chừng của chị đã chị té chứ. Kìa kìa kìa, nó đang là commit kìa. Thằng xanh nó đang commit, không biết nó đang có ý đồ âm mưu gì. Nó âm mưu đồ gì? Green. Rồi một thằng bay. Rồi thằng này nó quýnh tôi bay là tôi giết được thằng rồi mèo ơi. Hay lắm. Rồi một thằng tôi cho nó về đúng nơi an nghỉ cuối cùng của nó rồi mọi người. Ôi đúng là chơi không có hack thì thật là đáng sợ, đáng chơi. Sao mày biết không có hack, nhiều khi có mà mình chà nó chết rồi không hay á. Vậy hả? Ừ, chứ sao mà không có hack được. Ừ, mày nghĩ sao? Nghĩ sao mấy này nó buông tay lên mình được. Trời ơi, chị Linh ơi. Cái gì? Thì kìa nó đang commit kìa, em ơi. Không hack, không hack. Chà chà nè em ơi, chà. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, anh biết này rồi. Ôi, rồi, nó gắt cực mèo ơi. Nó vô nó chà nhà mình luôn đó. Đâu? Chà, nó chà. Mày đứng lại mày. Chà nó chị ơi, qua chà nó. À nó chà nó. Trời ơi. Kìa kìa nó tao ba thằng ra luôn kìa, ba anh em siêu nhân nó ra luôn. Kìa kìa. Rồi thấy chưa? Thấy chưa? Chà chà nó, chà nó. Từ từ chặt được. Trời đổ, chà đổ. Ôi vô tôi chà tôi ngồi luôn. Kìa, sao mày không? Ôi. Rồi mèo chà mày ơi. Một thằng. Rồi. Có vàng. Rồi xong còn thằng cuối. Thằng cuối đâu ơi? Thằng cuối đây nè, thằng cuối đứng đây nè. Ok, tôi ra nè, nó đang táo vàng nè, đậu không? Ôi no. Ok, team siêu nhân mình quá hay, vô chà chết nó là được rồi. Đây, đi. Ơi, rồi xong. Nó còn hai máu à, mày ơi. Kìa, nó đang cứ biết nó đang lượm đồ luôn. Rồi, mèo ra. Nó chạy rồi. Rượt nó tới nhà mèo ơi. Rượt tới nhà. Cái tướng còn dùng cái kéo cắt lông đó. Rồi nó té chưa? Rồi cứ qua nhà nó luôn mèo ơi. Cứ qua luôn. Ôi da, đang đâu ạ? Này, nó đang táo vàng nghe tí. Nè, nó bên này nè. Em ăn á. Em ăn hả? Ủa đó. Ôi, mèo mèo này là mèo. Tôi. Răng nó bên nhà nó đó. Nó bên nhà đó. Chạy đâu rồi? Này không bắt cua lên được đâu em ơi. Đừng làm biến. Ai cho Tiểu Ngọc hả? Không. Nó không có. Nó bên nhà nó chứ đâu ba. Kìa nó trong nhà nó đó. Đâu? Nó đâu rồi? Nó tẩu thoát rồi. Ủa gì lẽ hả? Đã qua giờ mình đập vườn cái gì vậy? Đi qua mình đập vườn. Nó qua nhà mình đi, dễ kiếm nó hơn. Kệ nó đi. Nó thấy nó đứng ở đây rồi nó trốn rồi. Rồi tôi muốn là táp rồi đó, rồi. Xong rồi. Có khi nào nó trốn với mấy chỗ này không? Có khi nào? Vườn nhà mình banh nó có người chết dễ hơn. Đây nè. Đây, mèo để đó tôi. Nó tự lắp bản thân nó lại rồi. Nó trốn nữa kìa. Rồi đây, để đó. Ừ, thấy rồi. Rồi đứng nó nghe này nè. Mát nè, rồi. Bị nát. Quay thằng này nó nhảy xuống giận nó chết. Đây. Thằng này thông minh quá mọi người. Chạy nó hại chết. Tôi thổ huyết với này, thằng này nó thông minh quá. Ôi báo rồi. Tôi đang cho con đường cho nó sống rồi. Để đánh đường, đánh đường cho chị bên đây màu vàng. Tất cả màu vàng hết rồi kìa. Gì màu vàng? Chúng ta màu vàng rồi mèo ơi. Hôm nay là màu em. Đúng rồi. Màu vàng rồi, nó không có vui vẻ gì. Sao màu vàng vô cái nghe tim mình cái mất vui vẻ ngang ha. Tiểu Ngọc nó trong đó chọi ra thì bên tao chạy vô chạy lại. Bởi vậy là có chạy như là gì. Ôi là đỏ nó xây đường cắt lắm mọi người ơi. Ê trận này đánh thoát ra liền không? Đỏ nó xây đường. Thoát thì thôi. Cứ chơi đi. Sao nó vô dắt anh tính vậy? Tôi nghiệp quá hả? Nè, tôi qua tới cửa mít rồi, đỏ nó chuẩn bị qua nhà mình nè. Ok. Rồi tới rồi. Tiểu Ngọc lấy sắc phẩm vô đường chị đi chứ nào. Rồi xanh lá cây nó đang vô luôn kìa. Ờ, cắt đi. Ôi rồi đậu không? Rồi. Xanh lá cây nó vô kìa. Không, xanh lá vô nhà mình. Xanh lá vô nhà mình, thằng đỏ vô nhà mình kìa mèo ơi. Ờ đi vô chị bên đây, đăng ký chị bên đây. Đứng lên giường con mắt chị, cứ đứng lên giường. Nó hẹn đỏ này ai vậy, ai mướn nó say vậy mày? Ai mướn rồi? Ôi trời ơi, ai lắp lên tài leo học mẹ vậy? Rồi. Ê, thấy rồi. Đi vô đó. Rồi chà. Rồi xong cắm đầu rồi. Tôi chà nó chết á. Ừ hay quá. Lá vô nhà mình nữa kìa mèo ơi. Cái gì hết? Lá nó vô nhà mình nữa kìa.
Mấy thằng này nó bị gì vậy ta? Sẵn kem chó hả? Đoán xem. Nghiền giường. Đoán xem. Mấy bà thèm giường. Nghiền giường của mình. Rồi cứ qua nhà nó luôn Tiểu Ngọc ơi. Đây em có 2 bà rồi của nó luôn nè. Mèo mèo cầm 2 bà rồi về nè. Nè tôi dục 2 bà rồi trên đường đi hết rồi. Tôi dục trên đường đi á. Đỏ nữa nè. Chạy về cho chị bánh đá. Ôi. Rồi. Ai có cái dục đi tỉa cho mấy cục này coi. Mà tỉa cho. Để đi. Nhanh rồi vô định tỉa cho. Rồi. Tỉa cho. Ơi, đỏ rượt tôi. Sướng quá. Bị đỏ rượt vui quá. Ê, mày rượt tao rồi bò. Đậu không. Đỏ rượt tôi không mà cứ mít kìa. Mình màu vàng phải không? Ừ, mình màu vàng á. Hôm nay mình vàng khè luôn. Sao rồi, sao sao đó. Ba anh em siêu nhân trên một chiếc xe tăng. Tao tập mày bom đầu con quỷ. Ui. Ê, nhà Blue không có gì ngoài đống ship hết. Ừ, nhà xanh nhà vàng cũng vậy, ở nhà vàng là nhà mình á. Nhà mình không có gì ngoài mà đóng sao ơi, có chuyện đẹp gì mà xếp xếp gì. Cái đó là gọi là nghệ thuật xây nhà hiểu không? Nó bằng kiến. Rủ, bằng kiến nó sẽ kích thích cho người ta không có vào. Kìa Tiểu Ngọc đang qua kìa. Tiểu Ngọc ơi. Tiểu Ngọc ơi, cứ qua luôn Tiểu Ngọc ơi, qua luôn. Anh hút ra đây, anh hút ra đây. Ôi, ôi trời ơi. Nó sao nó quấn được qua cái lốc đây vậy ta? Ê, bây giờ nhà nó bằng gỗ không Tiểu Ngọc? Bây giờ mình chừa 40 sắt đi, mình chọi cho một cục vô hết Tiểu Ngọc. Đi. À, bây giờ hai em bắt đầu đó đi. Bây giờ mình cho nó cột đi. Ê, nó sau lưng ai kìa. Cuộc đời lắm đắng cay. Thằng đỏ nó lên cái giá kim cương. Tôi chỉ muốn đi đánh kim cương thôi đó. Tôi chỉ muốn đi đánh kim cương. Ui. Đánh hai hàng vô nhà mình kìa. Ui. Đâu. Anh có nhà mình kìa, xanh lá cây. Xanh lá mạ nó qua kìa. Khoan. Cắt. Cắt không phải ngừng lại bà nội. Rồi. Đứng đó sao cắt chen bom chen quá. Rồi xong rồi, green bánh dùng rồi. Rồi. Ôi rồi mọi người về đó, còn 5 giây 5 giây. Rồi 2 1 không, em ra, em chào đời là em trời đào. Rồi xong rồi, nó còn hàng hà nó ngáo kêu đó luôn rồi. Có hai con chị bên ta nó quản quá. Rồi nó chạy luôn rồi. Kỳ giỏi, kỳ là bồ đồ. Rồi đang chà lộn mà cứ biết luôn nè. Ui, rồi còn hàng 6 máu, hàng 8 máu mày ơi. Chà luôn. Chà luôn đi, chà đi còn 7 máu kìa. Ui, giết một phần, giết. Từ từ giết mày hả? Mày đứng lại 6 máu đi. Tao còn 4 máu, muốn tao luôn đi. Trời ơi, khổ. Nó nhát, nó đang nhát, nó tập cái độ nhát rồi. Chết rồi. Gì? Chết rồi. Không chết nó luôn rồi hả? Rồi lấy em rồi đem về mày ơi. Cái nó bay xuống giật luôn rồi. Thằng này thông minh. Mình màu vàng. Tôi nhớ tôi có hàng đỏ mà đang tính quýnh tôi. Rồi tôi đây có một em rồi đây nè. Rồi. Về tới nhà rồi an toàn rồi bà con. Rồi chị Minh Đa bố em lộn luôn kìa. Ok. Chị Minh Đa giờ mặt cười. Cười một cách đê tiện. Đê tiện lên này bật chế độ đê tiện. Ôi mày đào đập. Điên. Trời ơi. Ôi nó đang nó chạy rồi nó chạy rồi. Ui. Ủa mà hay đó thằng hành đó. Ăn nè. Ui 22 sắt luôn nó qua nó cúng cho mình nè. Con nhà nha Tiểu Ngọc ơi. Đây đang coi đây. Mấy anh có nhìn thấy tàng hình không ạ? Không. Chị Banda thấy đầu của nó đó không chị Banda? Thấy nguyên cái mình nó có phóng luôn á. Không, cái đó là chị quýnh trúng nó rồi mới thấy. Còn đằng này bình thường á. Chị thấy nó không? Chị thấy cái đầu nó bay không? Một cái đầu lúc mà chưa đánh á. Rồi luôn. Giờ sao trên trời đang cà lộn với nó rồi. Cứ để cho hai đó nó nước rửa nhau đi. Sao xem nó bị lỗi rồi. Tàng hình vẫn bị thấy luôn. Không, từ nào giờ chị thấy vậy không á. Ui, chị thấy cái đầu nó luôn hả? Ui. Rồi xong, nó giết kìa. Đổ qua. Chị thấy vậy thì nó đi. Còn cái lúc bình thường sao mình thấy vậy được? Thấy không? Ủa, lúc bình thường nào không thấy vậy được? Đó, có, tỉnh rồi mày. Mày chết đi con. Nó tỉnh hay gì á, nó đứng sau lưng mày, nó quýnh mèo luôn mèo. Thôi, hình nó không được thấy đâu mà sao mình thấy kỳ vậy ta? Không biết, bí mật. Một bí mật động trời mới của Minecraft. Chúng ta có thể thấy được tàng hình trong 2 pixel. Mày đứng lại luôn đi. Mày bước về tao. Tao giáp bình thường. Tao phục mày luôn nè. Ui. Mày đứng lại cho mày chứ. Giáp mày đi. Giáp mày đi. Rồi xong. Ôm emerald chạy về mèo ơi. Ok tôi đang chạy về. Yes. Một emerald rồi. Một viên rồi. Ôi chị tưởng đâu. Một kiếm emerald dễ lắm mà chị Banda. Lâu. Mèo kêu blue thôi. Mèo kêu lu. Tao tưởng lộn á. Bà Lu, thấy bà Lu thì ngoạn quá, tôi sợ lấy cái bà rồn của tôi. Chị Banda xây cái nhà thấp thấp trời, hồi nó dễ đào vô chị Banda ơi. Rồi bốn em bà rồn nữa nè chị Banda. Bốn em bà rồn nữa kìa chị Banda ơi. Kìa giang. Rồi sao nó bay rồi. Ủa bánh bay như vậy. Ủa sao nó chưa bay vậy. Ôi, nó bay rồi mà. Ôi bà Lu quá. Rồi đang thông này luôn. Này. Gì vậy? Ôi sao đâu ra vậy. Đâu ra đâu vậy. Không mày luôn. Rồi xong tôi giết tôi rồi mẹ ơi. Tôi thông ba thằng luôn rồi. Thôi còn ghi em bà rồn nữa thôi. Cho ghi em bà rồn nó đi.
một viên nữa thôi, đứng coi giờ canh giờ, coi số năm mấy giây lần hả? Vậy còn đỏ sao quýt lộn nha, đỏ nó qua nhà mình nữa nè chứ nó quýt lộn nha. Ồ, nó muốn qua nhà mình nó phá mình nữa mèo ơi. Ui, rồi xong rồi tôi quýt tôi bay luôn rồi mày. Ui, chạy đỏ đang trong nhà luôn kìa mèo ơi. Cái bánh ao mà đỏ vô em thấy. Ui, rồi chết rồi, có bắt em vào đồ không? Ôi nó quýt chết luôn rồi mèo ơi. Ui thằng đó nó bật túi rồi, gắt quá. Đâu vậy? Đâu vậy? Nè lên vậy. Ui. Ủa mặt tôi nó nhắm cho một người một à. Rồi xong rồi. Trời ơi. Kỳ quá. Nguy hiểm quá. Rồi xong ai bên giường nữa rồi. Tiến bên giường thật là nghe thật là vui tay. Còn gì cái mới đồ đó thôi cũng đủ nữa trời. Đủ quá. Tám viên mới đủ lắp cái giường không? Mình mới nửa cái đúng không? Đâu còn chưa được. Không chưa có 3 viên rồi, còn viên nữa thôi à. Đáng lực nãy giờ là cũng... Ê qua nhà đỏ mình em. Đi ông với okay, okay. Qua nhà đỏ nè Tiểu Ngọc ơi, đi qua nhà đỏ nè Tiểu Ngọc ơi. Rồi một viên nữa. Rồi hai viên rồi mày ơi, đi rút okay, gấp đi, rút gấp đi. Rồi rút. Okay. Tiên cái đầu nè bay xuống giật một thằng. Rồi đây chị Minh Lan, chị đây. Rồi dầm phụ chị lắp nha. Đứng đi nha. Rồi. Ủa nhà mình nãy giờ chưa nâng cấp gì luôn. Ừ nãy giờ nhà mình có lấy kim cương đâu nâng cấp. Vậy tôi mua tôi lấy kim cương đây. Rồi mèo đi lấy kim cương đi, nãy giờ đỏ lấy kim cương gom cả lẹ đó. Nè tôi có một emerald nè. Giờ chắc tôi dùng một emerald tôi qua nhà nó luôn á. Cái tiếng này ảnh thời cái gì em? Anh đâu rồi? Anh không qua được, em anh không có block em ơi. Để hai cục cái bên nhà anh. Nhà nó bành chưa? Red bành giường rồi, Red nó bành giường rồi. Red nó bành giường đời nào rồi, mình có lỷ rồi. Ui, tôi thấy rồi. Mày chết mà mày tao. Tôn, rồi xong, một thằng. Ui, thằng hai mốt máu vậy. Ui, rồi xong nó thụt tôi rồi mèo ơi. Xanh nguy hiểm quá mọi người, nó tới 21 máu rồi. Không nào. Một Red nó banh giường rồi. Nhưng mà vẫn tính qua nhà mình. Thằng này nó nhây. Rồi xong rồi nó cắm đầu vào cây bị xanh thục rồi. Rồi trời gầm anh luôn rồi. Ôi. Xanh rồi. Đi. Ui, nè. Rồi xong rồi ba em rồi luôn. Wow. Ui, một thằng xanh đang được. Ai? Chạy. Ai, thằng nào xây cái đường đẹp quá vậy sao vậy? Chết tôi rồi. Ba em rồi. Ơi, tôi đứng lại tôi quanh đầu lại, rồi, mày quấn nó đi. Giúp. Rồi, xong rồi, rip cuộc đời tôi. Rồi xong tôi chết rồi mèo ơi, tôi chết ngay chỗ luôn á. Trời ơi, tôi mất ba mà rồi luôn rồi, tôi bị lửa cháy, thằng nào đặt cái đống lửa hay đó vậy. Khổ quá. Cái quýnh thằng này nãy giờ thấy bà luôn mà, nghĩ sao để không chết đi luôn. Tôi cũng ráng cố gắng sống lắm rồi mèo ơi, sống được tới tình tới nghĩa vậy thôi chứ. Đạt tình đạt nghĩa. Trời ơi, hôm nay tôi nói đi, nó chạy vào trong cái rồi hai bao lâu để chạy về. Rồi mèo chạy về đi để cho tôi đi kiếm thêm. Hứa ơi, qua xanh luôn. Hứa ơi, qua xanh luôn rồi. Em có cái gì trong người? Mở đường rồi, mở đường. Trời ơi, mở đường cũng nói đến cha. Anh chỉ có tài vàng chắn thôi. Đây. Rồi nó chết rồi. Ủa sao nó tự cắn lưỡi nó chết được ngay lúc đó rồi ta? Ai biết đâu. Kệ nó là nó lấy emerald kìa. Nhiều khi biết sao mà đánh nó xong bị lát á, hồi chút nữa nó mới mất máu. Ồ đúng rồi. Thì cứ tưởng mở cái lên xanh qua đi rồi đi qua cái cửa mà đổ muốn dành em mà đổ mà. Không thấy tôi. Đó đâu rồi. Trời ơi. Ui. Rồi xong. Ôi lên quá. Tụi nó té mà tôi đứng lên. Mày còn block đúng không? Ừ. Rồi chạy lấy ba mà đồ chạy về đi mèo ơi. Nè nè đây một bốn mà đồ nè. Nè tôi dùng mọi mà đồ đó rồi mèo lấy. Ê tôi gặp anh đây. Anh này một túi nè. Ui. Đúng rồi, nó có hàng túi nè. Hình như hàng nó quen lắm. Hàng mặt túi nó quen lắm, hình như thấy ở đâu rồi. Thôi đã, em mà rồi luôn hả mèo. Tám em mà rồi kìa. Vào vậy. Từ từ, điên quá là rồi. Nè, cho chị 4 viên. Rồi, mọi người gom hết vàng sắt đổ xô về hút nè. Rồi, chết rồi, tôi nó chết rồi. Rồi, cho chị Minh Đa 4 viên đó. Mua hạt lam với ít trà cát chưa? Rồi, có kim cương đâu. Ủa, nãy giờ không có được sao không? Dạ, mình lấy gì có kim cương. Ui, thôi đi lập ra đi. Ê, xe cái đường ở đó đi lẹ. Giờ tao tu nha, tao không đánh ai nữa nha. Nè, kim cương nè, kia em ở rồi nè, cầm về đi. Mấy hạt quỷ mất danh nha. Để tao lượm kim cương nha. Ui, đúng mặt tôi rồi, ui, gắt quá, này mặt tôi gắt lắm. Rồi, hai thằng nó rượt tôi luôn rồi. Tụi nó nâng cấp tè le luôn rồi, nhà mình nãy giờ kim cương nghèo đói vô cùng. Ê, mèo ơi, sau lưng nè. Ui, trời ơi, người lương thiện con khỉ gì nó đang rượt tôi về tới nhà tôi Ngọc ơi, cứu anh. Mọi người ơi, con nó còn rỉ rồi. Đừng đánh con đi, làm người lương thiện mà cũng được, thì chết hết. Ủa, thằng đó nó ghét cực kỳ mèo ơi. Nó phá cực kỳ đúng không? Để tôi. Không em đi lượm kim cương. Thằng nào có để tôi lo. Thôi đặt từ nhà mình ra. Cáp có nhiều lớp đặt từ nhà mình ra. Ôi ngon quá. Chị Bình Hà đúng là để trong đồ ngon trong rương không?
Ừ ngon, bà đem, bà đem, bà giống gương hả? Rồi xong, tôi uống 3 chai thuốc này vô, tôi sẽ qua nhà nó. Mèo ơi, mèo có cái nào dụng nó đi mèo ơi. Cái nào dụng, dụng nó đi, à, nó đang đứng nó canh đường luôn kìa. Nó chặn đường luôn kìa, mèo ơi. Cứu Ngọc ơi, Cứu Ngọc ơi. Dạ, ông đợi cưng cưng đang cắt Ngọc, ra trước, Ngọc ơi, ra trước đi, anh qua nhà nó nè, Ngọc ơi. Anh giữ này đi, anh giữ này đi. Ok, ok, đưa đây, đưa đây. Rồi, ok, rồi, xong qua nhà nó đi em ơi. Ok, quá ngon, ở đâu có nhiều đồ ngon thế. Ở đâu có nhiều đồ ngon thế. Con bô rẻo quá, kìa, nó đứng nó cao, thằng nó bật luôn á. Ok, em đứng em chạy. Ôi, ôi, cứu cứu bò, chạy, chạy, chạy. Ôi, thằng này rồi, ai, rồi xong chết luôn, ai, mất một đống đồ luôn. Ôi, đáng ghét thiệt. Nó đứng nó chặn cửa mình rồi. Nó qua. Rồi, nó đẩy nó bật tôi nó mèo ơi. Thằng sau lưng bật tôi đó. Coi chừng cho bà ta ra, chị ra ngân chiến, bà ta ngân chiến, ngân chiến. Rồi, 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 đây, 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 đây. Đi, 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 đi. Ui, 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 trời, 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 mém té, nó lùi kìa, nó lùi. Mày, đi, đi, đi. Rồi, chết. Rồi, lấy, lấy, em rồi, lấy, em rồi, lấy, em rồi, lấy. Cúp vào nhà nó luôn, cúp vào nhà nó luôn. Bắp lấy kim cương ở đây. Rồi, nó tự cắt đường nhà nó rồi. À, phá được cái clan nhà nó luôn rồi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Nãy giờ nó lấy hết cái mỏ kim cương luôn rồi. Tôi đang đi kim cương đây nè. Ừ, nãy giờ nè, chạy qua cửa em rồi lấy đi bà con. Hút, hút, đang qua tới rồi, hút qua tới rồi nè. Rồi, 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 chờ em chiếu nha. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, đứng chặn đường đó rồi. Rồi, rồi, một thằng nó chết rồi. Qua nhà nó luôn rồi. Ôi, nó không té luôn. Nó không té, nó không té rồi, nó té rồi. Sắp để lấy kim cương. Nãy giờ nhà mình nghèo, chơi tới bến luôn mèo ơi. Mình không ngán ai luôn á. Đúng là nghèo mà giữ thiệt. Cứu em, help me. Em ở đâu mà cứu em? Anh cũng muốn cứu em lắm. Em ở đâu? Rồi rồi, anh thấy rồi, anh thấy rồi, anh thấy rồi, anh thấy rồi. Em được lấy em rồi. Ờ, 2. Ok, mọi người em ơi. Ok, bỏ luôn đi. Lượm tương tương thì đang cắt cái lò với sắc bén rồi lên. Ui rồi rồi rồi. Ui rồi, thằng bật tương đánh khó chịu thiệt. Mèo ơi, lượm nâng cấp sắc bén lên mèo ơi, thằng nó bật tương. Ok, nó qua nhà kìa. Ok, để em nâng cấp sắc bén. Ok, đem. Để em. Rồi, sắc bén rồi, hết nó đi. Ôi, rồi xong nó lại. Ôi, mày mua cái gì không phải là đám luôn thằng Linh ơi. Rồi rồi rồi, mèo nâng cấp hết đi mèo ơi. Ẩu quá, ẩu. Ẩu thả quá. Giờ sao đây? Giờ sao đây, nó chặn cửa MR mình á. Sao đang thì đánh nó. Mua cái lóc chọi nó không ta. Nó chặn cửa MR mình không đánh nó được hả? Đúng rồi, nó chặn cửa MR sao mình ra mình lấy đồ mình đánh nó được ba. Trời ơi, ông ra ông lụm MR đi, cắt len ra đi lụm thôi chứ làm gì vậy? Không phải nó chặn mà là nó đứng nó cam luôn, mèo hiểu không? Nó mạnh lắm. Mèo một MR rồi làm vậy đi. Làm vậy, làm vậy đi. Ồ, nó cầm một MR về nè, cầm một MR về nè, lấy kim cương nha mèo. Lấy kim cương chưa? Nãy giờ đang đi lấy nè. Nãy giờ mình không ép gì luôn, mình giết nó luôn mọi người ơi. Cắt quá. Mình không cần ép cái gì hết, mình giết nó luôn. Thôi cái này mình mua đỡ một phút chạy nhanh đi. Họ biết vậy, đứng ở giữa map ổn chạy nhanh được rồi. Mà dễ té quá thấy chưa? Cứ đi, đi cho phép. Ui đang qua nhà nó nữa nè. Bây giờ nó đang tính dồn qua nhà mình luôn hay gì đó, nó tính mua đồ mua hết đồ nó dồn qua nhà mình đó mèo ơi. Có thiệt á. Nè, nó đứng cam nè. Rồi xong nó đang tính giết. Mà đây mày sắc luôn lên mày ơi, mình sắc một trận chiến hết. Rồi, chạy lẹ, tôi đang chạy nhà, tôi đang ôm ba, bắt đầu tôi chạy về nè. Rồi, nó qua kìa nè, nó qua thiệt đó nha. Không đùa đâu. Nó đang được theo em nè. Chị hai giờ hay chị hai nó chuẩn bị đồ không? Nó đang qua đó. Chuẩn bị đó, chị Banh ơi. Rồi, mua lưng, mua sâu thì thả thầy mẹ. Thờ, em để chị Banh đang cái đường em đang lấy. Bà, đừng nói, bà chưa qua là bà mua, bà thả trước rồi nha. Chị ơi, chứ có thả, chị có sâu không mà, chị không mua lông. Ok, ok, ok. Chị chờ tao qua, chị thả nha. Chị phải chờ, ít ra phải chờ động tĩnh của nó nữa chị Banh Na. Chị sợ chị khôn lắm. Chị khôn lắm. Em hiểu cái cách mà chị khôn mà. Em khôn chị được rồi em. Nãy chị mới đem cái lò vô trong phim em. Chị coi chừng em á. Sao lại khôn lỗi mà. Chị đừng có khôn lỗi. Em sợ lắm chị Banh ơi. Không, lần này nhớ là khôn liền nha. Chị đừng khôn liền. Hút rồi, đem lóc qua anh, hút rồi. Ok, em có cái gì rồi, Đi. Ok, đi, để anh đem được chơi qua từ. Đứng yên đó nha. Em được cây á, em đem được cây nè, trên cây à. Em đang trên cái cây hả, cây nhà nó hay cây nhà ấy? Cây nhà, cây nhà. Trong đó, cái 6 MR trong đó á. Trong đồ là trong gì? Không nghe tiếng đập kiến, thật chứ. Chị đoán xem. Để mua ít là táp lại. Rồi xong, mua lại rồi đó.
Rồi em ơi, rồi em đứng yên ở đó nha, đừng manh động, đừng nhúc nhích. Đừng bóng đánh, đừng bóng đánh. Tốt nhất là em nên cắn lưỡi tiến hành luôn á. Chị đạp hả? Ờ, chị đó. Ở cái cây em biết này. Ok ok, đợi anh tí xíu, đợi anh tí xíu. Hình như em xây lên được cái cây cái gì vậy? Đúng rồi. Rồi gắt quá, từ từ đợi leo lên cây, cái chiêu leo lên cây xây được. Thì chiêu trèo lên cây, trèo lên cái bích. Trèo làm ma chú dài trên đó. Ok. Xong đổ xuống đẹp. Bây giờ thì để anh hút ra mua hai con sâu đi, cho nó quấy rầy. Hai con này nó quấy rầy mát luôn. Rồi, không, qua nhà nói em ơi. Anh hút tàng hình đầy đủ, hút chạy nhanh, hút chạy cao luôn. Ok. Ê, nó đứng nó chặn đường rồi. Là... Có thằng bên này nữa nè. Ok ok. Giờ mình nó thắp giáp chi tiết phải không? Ok, anh hút uống đầy đủ hút rồi. Hút rồi. Dây. Nhà mình có lò đã thắp giáp chi tiết phải ha. Anh qua chưa? Anh qua tới nhà nó rồi nè. Ok. Ủa đấy giờ không nó thắp lò luôn hả? Có cái cắp đầu không? Nó cắp đầu cho. Rồi đâu? Rồi đang vô trong nhà nó luôn rồi. Rồi vô, bắt vô rồi. Rồi dứt thằng này đang ngáo ngơ, 15 máu ngáo ngơ nè. Mua một thầy, mua bốn em bắt đầu. Đúng, chín. Rồi xong, quấy quá trời sắc luôn. Rồi, đi. Đấy, nó quay nhà mình. Rồi, đang chạy về. Rồi, giúp mèo ơi. Nó qua nhà mình kìa. Mèo ơi, nó là John Cena đó. Hàng nó đang xích qua nhà mình nữa nè. Giết rồi. Rồi, còn một hằng đang ngáo ngơ chung vô, một hằng đang ngáo ngơ chung chạy, vô. Đây, rồi nó nhảy lên cao rồi, nó trèo lên cây mít rồi. Trèo lên cây mít. Rồi, đúng hút rồi. Để cho xuống thật đi. Nó trèo lên đây nè. Nó trèo lên đâu rồi? Nó trèo lên. Rồi. Ê. Nó đẩy nó xuống đây mà. Ác độc thì chứ, người ác thì sợ luôn à. Ừ, không có cho nó vô nhà mình được mèo ơi. Trời ơi, nó có làm gì ai đâu, thấy thương không? Rồi, lên xuống cây với nó rồi. Ơi, xuống đi bạn ơi. Nên nó lạnh lắm bạn ơi. Ơi, lạnh lẽo xương gió không xuống đi. Trời ơi, ráng mày quýnh tao nữa mày khùng nha mày. Trời ơi, nó mua sâu chọi lên chơi. Để nó mua sâu chọi lên dám chơi đâu. Nó còn có mình đó luôn mèo ơi. Bồ nó đang theo dõi nó đó, bồ nó bốn thằng đang theo dõi nó luôn mèo. Đây. À, bây giờ thì chúng ta có 6 kim cương, chúng ta nâng cấp giáp ha. Ủa, nâng cấp giáp 3 lần luôn hả? Ôi, nãy giờ team mình không cần nâng cấp lò luôn. Không cần lò, chỉ giáp một thôi. Một nghệ thuật mới. Rồi, đánh Tiểu Ngọc hả? Ừ. Tội nghiệp Tiểu Ngọc thiệt. Thật là tội nghiệp cho Tiểu Ngọc. Đây bây giờ là... Nó sẽ chiến trường luôn hả? Tính lên thay rồi, nó quýnh em té. Ôi, nó rớt nè, le đồ ra đây luôn nè. Rồi, nó làm gì đủ đồ, nó sắp đi về, mà nó về rồi. Về đặt lóc về rồi nè. Chị về rồi. À, nó chạy về rồi. Rồi luôn qua rồi. Nhà nó chơi. Đây đang qua nhà nó đây. Em qua nhà chị nó. Chị lấy cái bạch này à? Em té đó. Đừng quan tâm. Đóng mua lâm trong rồi. Trời ơi. Rồi nó về luôn rồi. Buồn thiệt. Để hỏi qua nữa. Buồn thiệt. Nó không qua đâu. Giờ nó về nó rung như cây sấy vậy, nó trốn trong nhà luôn rồi. Làm gì dám qua nữa. Mình phải chat lên kìa, mời bạn qua đây chơi. Ừ, mời bạn qua cho nó chào nha. Búp, rồi. Trời ơi trời. Mời nó chào team đi hết ơi. Mời anh và chị em xem có gì nào. Ông lòng nhạc vô. Tùng. Rồi xong rồi luôn rồi, nó bay giật luôn rồi. Rồi tội nghiệp nó quá mấy bạn ơi, mấy bạn thấy tội nghiệp nó không? Bạn nào tội nghiệp cho nó thì cho nó hút một like. Thằng này nó đi rồi. Hãy thử nghiệm cho nó. Ok thì hôm nay bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi thôi. Anh hút phải up livestream nha mọi người ơi. Thì mọi người nhớ là xong rồi. Thì nãy giờ đánh cũng cách tiếng hồ rồi chị Banh Tai. Đuối lắm rồi, em bị sốt mà. Thì hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Bye bye mọi người. Ngày mai thì anh hút tiếp tục livestream tiếp. Nên mọi người hãy cứ nhấn vào follow anh đi. Anh xong được cái cúp rồi đó. Thì nhớ là follow anh đi rồi anh stream cho mọi người xem nha. Bye bye mọi người. Bệnh hoạn quá mọi người ơi. Rồi bye bye.